Các bản tin nhanh 24/7. Xe giường nằm lật nhào xuống ruộng, 11 người thương vong. Vụ tai nạn kinh hoàng nói trên xảy ra vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4 trên đường tránh Thành phố Vinh qua đoạn địa bàn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Thời điểm trên, chiếc xe giường nằm mang biển số 18B01264 chưa rõ danh tính tài xế chạy theo hướng Nam Bắc. Đang đi trên đường tránh Thành phố Vinh, chiếc xe này bất ngờ va chạm 3 xe tải khác chạy cùng hướng. Cú va chạm khiến xe khách mất lái lao nhào xuống ruộng bên đường sâu chừng 3 mét. Vụ tai nạn đã khiến một cháu bé 3 tuổi tử vong ở chỗ, 10 hành khách khác đi trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. Tại hiện trường, chiếc xe khách lật ngang nằm dưới ruộng bên lề đường, hư hỏng nặng, nhiều cửa kính vỡ nát. Sau vụ tai nạn, 15 hành khách được xe mọi người hỗ trợ cứu ra ngoài an toàn. Nhận được tin báo, công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này. Hẹn gặp lại lần tiếp theo. Nhớ like, share, nhấn subscribe.